sao bà không quá không bà? Dạ thương không. Rồi bà không quá, rồi bà chia sẻ cho mọi người coi bà không quá, mời được đơn vị của Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ ơn, con là Teresa Nguyễn Thị Phương, từng ngủ cử ngụ tại giáo xứ Bờ. Con đã bị, con năm nay được 53 tuổi, con đã bị bác sĩ nói là con ung thư máu rất là trầm trọng, ung thư cấp tính. Thì con cũng chẳng biết nói như thế nào, con chỉ biết là kể cho Chúa thôi. Thì bác sĩ bảo 6 tháng là mình đã không được sống nữa. Thì con cũng cứ tỉnh mơ thôi. Mà đặc biệt là các con không cho con biết là con bị bệnh đó. Khi mà bác sĩ kêu người nhà lên cho biết. Nhưng về sau con mới được biết thì con cũng bình thường thôi. Rồi con cậy trông Chúa và nhất là Chúa làm thương xót. Và được sự cầu nguyện của tất cả các anh em dòng họ, ông bà, gia đình. Và đặc biệt có những người đã được gặp cha làm thương xót ở đây, người bạn của ba con đã nói chuyện với cha để cha cầu nguyện làm thương xót cho con. Và con gái con cũng lên email để nhắn cho cha, để cha cầu nguyện lòng thương xót cho con nữa. Và giờ đây con được là như vậy là qua 9 hạn 10 tháng rồi. Là con đã qua cái thời gian mà bác sĩ bảo con là chỉ còn được có 6 tháng. Là bây giờ thì con chỉ biết đến đây để làm chứng cho Chúa và tạ ơn cha. Cha đã cầu nguyện lòng thương xót và con cũng đồng thời rất là yêu quý lòng thương xót của Chúa. Và con cũng muốn nói là một cho tất cả các anh chị em trong cộng đoàn nơi đây được sự lòng thương xót của Chúa và đặc biệt phải tiếng hát vào Ngài và đặc biệt không bao giờ mà suy nghĩ gì hết. Vì Chúa đã sinh có tử thì Chúa sẽ gọi mình về với Chúa và đặc biệt không sợ hãi gì hết nhưng mà có lòng tin. Và một điều gì nhỏ nhất mình cũng muốn nói với Chúa là Chúa sẽ nghe lời ngay, Chúa sẽ nhận lời mình. Và... dạ thưa con cũng đã bị rụng tóc rất là nhiều nhưng mà bây giờ thì đặc biệt là không bị rụng tóc nữa. Dạ. Điều đặc biệt là thật sự con gầy đi hơn 20 kg mà bây giờ thì con trở lại số ký bình thường. Bây giờ con lại phải cần ăn kiêng để cho không cho ký lên nữa. Cảm ơn bà không quá cho chúng ta một cái câu kết là tiếng than học Chúa, có sinh thì có tử, đương nhiên như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không tiếng thác thì mình sợ cái chết lắm. Còn nếu mình tiếng thác như là Chúa Giêsu lại cha con phó thác mạng sống vào trong tay cha, như là quá kéo phó thác mạng sống vào trong tay Chúa thì chỉ còn hai đường kéo. Đây là tài cuối cùng để mà sống cũng dám cống hiến luôn cho nhà Chúa, không tiếc gì cả. Mà cũng chẳng cần ai tôn vinh, Chúa tôn vinh là được. Còn nếu mà mình cống hiến, mình dâng hiến, rồi mình đóng góp, mình công đức mà để cho người đời tôn vinh thì Chúa bảo rằng là vô ích hết, người đã tôn vinh con rồi. Không còn cái lý gì trước mặt Chúa. Không cần thưa anh em, chẳng cần ai tôn vinh, chỉ cần Chúa, lòng thương xót của Chúa nhận ra tấm lòng của mình và chính Chúa sẽ tôn vinh những người nhỏ bé. Những người ngay mà xuống khỏi đề cao. Con đã về và Chúa chúc lại cho con. Dạ ơn cha, cảm ơn tất cả. Bà quá không?